Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 194 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu hơn 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 876 triệu đô la Mỹ, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu mới nhất vừa được hải quan công bố. Theo đó, xuất khẩu rau quả đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ, sầu riêng dẫn đầu kim ngạch đạt 876 triệu đô la Mỹ, tăng 832 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ tháng 8 tới cuối năm sẽ bước vào chính vụ thu hoạch ở Tây Nguyên, do đó sản lượng sầu riêng sẽ tăng vọt và xuất khẩu sầu riêng dự tính vượt 1 tỷ đô la Mỹ.